này nóng quá các bạn ạ. Trời thì nóng, cái điều hòa thì lại trục trặc, bấm mãi và điều khiển thì nó hiện lên đấy, nhưng mà cái điều hòa này nó không nhận tín hiệu. Bình thường khi các bạn bấm ấy thì điều hòa nó sẽ nhận tín hiệu và nó kêu tít 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 đúng không, mỗi lần bấm đúng không đấy. Thế nhưng mà tối qua trời thì đã nóng mà bấm mãi điều chỉnh nhiệt độ cái thứ nó vẫn không nhận, nhưng mà máy nó vẫn chạy đấy. Thỉnh thoảng mới được bấm mãi thì lúc được lúc không, có những lúc bấm mãi không được. Thì hôm nay tôi quyết định tháo tung nó ra. Thì bây giờ thường thì cái lỗi này, lỗi mà nó không nhận điều khiển này, nếu như một trường hợp mà lỗi không nhận điều khiển hoặc nhận điều khiển chập chờn nhưng mà điều hòa nó vẫn chạy, vẫn mát, vẫn bình thường đấy, thì thường nó có hai cái nguyên nhân. Một đó là cái ông truyền tín hiệu, đó là cái ông điều khiển này hỏng. Hai đó là ông nhận tín hiệu. Đây là cái mạch nhận tín hiệu tôi đã tháo ra. Hôm nay tôi phải trèo lên, tôi tháo cái mạch nhận tín hiệu và điều khiển của cái dàn lạnh này ra. Đấy, hai là cái bộ nhận tín hiệu của cái dàn lạnh này nó hỏng, dẫn đến là nó không thể điều khiển được. Thì cái điều hòa này cũng lâu rồi, cũng hơn 5 giờ rồi, cũng chưa vệ sinh cả. Thì hôm nay tôi tháo ra thì cái mạch này nó rất bụi, bên trong rất bụi. Lúc tôi tháo ra rất bụi nhưng mà tôi vừa vệ sinh xong rồi. Đấy, nó bụi mù lên, nó bám phủ hết từ đây lên. Đấy. Đấy thì bây giờ tôi đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì chút nữa tôi sẽ lắp vào để tôi test thử xem là nó có ok không. Thế nhưng mà thường thì là nó sẽ có hai cái lỗi như thế nếu như một điều hòa chúng ta vẫn hoạt động bình thường mà lại điều khiển nó không nhận. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra cái điều khiển này nó còn sống hay nó chết, hay là cái mắt này nó còn sống hay chết, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra như nào. Đầu tiên chúng ta hãy kiểm tra cái điều khiển này trước nhé các bạn nhé. Thì bây giờ bình thường là cái điều khiển này, như kể cả cái điều khiển này hay điều khiển tivi hay là đây là một cái điều khiển quạt, thì nó đều dùng cái mắt gọi là cái mắt hồng ngoại như này. Thì mắt hồng ngoại này thì nó khi mà chúng ta bấm này thì nó phát ra một cái bức sóng hồng ngoại, nhưng mà mắt thường của chúng ta là sẽ không nhìn thấy đâu. Đấy, mắt thường là chúng ta không nhìn thấy nhá. Đấy. Thế nhưng mà để mà chúng ta, các bạn cứ lấy một cái điều khiển điều hòa hay cái tivi mà xem, các bạn bấm mà nhìn vào mắt mình, nhìn vào mắt thường ấy là nó sẽ không nhìn thấy đâu. Thế nhưng mà các bạn muốn là biết được xem là nó cái hồng ngoại này nó còn phát ra tín hiệu hay không, thì chúng hết sức đơn giản, đó là các bạn dùng một cái điện thoại. Đấy. Các bạn dùng một cái điện thoại xong các bạn bật cái chương trình camera của các bạn lên. Đấy. Các bạn bật chương trình camera lên này. Đó. Xong rồi các bạn sẽ hướng cái mắt hồng ngoại vào cái camera, xong các bạn bấm này thì nó sẽ có một cái ánh sáng đấy. Đấy, ánh sáng đấy. Đấy. Thì như vậy là cái điều khiển này là vẫn còn tốt này. Đó. Đấy, ánh sáng này. Đấy, bấm cái nút này. Đấy. Hoặc là đây như cái điều khiển này chẳng hạn. Đấy. Đây các bạn nhìn, tôi bấm này. Đấy, nó sáng này. Nó sáng ấy. Đó. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái điều khiển này. Đấy, bây giờ tôi đang quay bằng cái camera thì tôi không cần dùng cái điện thoại nữa. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp mà như này, tôi bấm này. Đây tôi bấm này thì các bạn sẽ nhìn thấy nha, nhưng mà nếu như mà các bạn mà nhìn mắt thường là các bạn sẽ không thấy đâu, nhưng mà các bạn nhìn qua camera tôi đang quay đấy thì là các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Đó. Nè, các bạn ơn. Đấy. Như vậy là cái điều khiển của cái điều hòa này vẫn hoạt động bình thường. Đây tôi bấm chuyển nhiệt độ này. Thứ nhất là các bạn sẽ quan sát trên màn hình điện trên màn hình cái điều khiển này vẫn có thể chuyển nhiệt độ, bấm các nút lên bình thường. Đấy, bấm này. Đó, nó vẫn lên bình thường này. Đấy, điều khiển nhiệt độ các thứ này. Đây là giảm này, tăng này. Và các bạn test với cái mắt hồng ngoại này. Đấy, nó vẫn sáng này. Đó. Các bấm các nút vận sáng. Như vậy là cái điều khiển này là vẫn hoạt động được. Thế thì bây giờ chỉ còn một cách, nó là do cái mắt này thôi. Thì cái mắt này thì bây giờ cách đơn giản nhất, thường cái nguyên nhân của nó là do bụi, và cái hai nữa là cái mạch này nó ở ngay cái dàn lạnh nên là nó có cái hơi ẩm. Nếu như mà nó hoạt động thì nó sẽ có hơi nước, hơi ẩm, và sau một thời gian có thể nó bị ăn mòn hoặc gỉ cái mạch này đi. Ví dụ như ở đây có một cái đoạn mạch nó đang bị gỉ, đây tôi vừa cạo nó đi để tí nữa tôi hàn nó vào.
Và thứ hai nữa là cái các cái chân này, nếu như mà sau một thời gian dùng ấy, có thể nó sẽ bị mòn hoặc là nó bị oxy hóa đi bởi vì do cái hơi ẩm. Bình thường thì các cái điều hòa thì nó sẽ phủ một cái lớp chống chống ẩm ở đây. Đấy, như cái điều hòa này là của Samsung, và vừa rồi nó cũng có phủ một cái lớp chống ẩm bằng cái keo silicone dạng mềm đấy, thế nhưng mà nó bong cái nó bong hết ngay, nên là một số cái chân của nó nhìn trông nó cũng có vẻ như hơi bắt đầu là oxy hóa rồi. Thì tôi sẽ vệ sinh hết đấy đi, tí nữa tôi sẽ xịt một cái lớp bảo vệ mạch vào đây. Đấy. Thì bây giờ cái cách khắc phục như thế nào, thì vì nếu như điều hòa nó vẫn hoạt động và lúc nhận lúc không ấy, thì khả năng cao ấy là do cái bẩn hoặc là do cái chân mạch của nó bị oxy hóa thôi. Đấy. Thì ở đây các bạn có thể, đây tôi tháo nó ra thì đằng sau thì nó cũng chả có gì đâu. Đây nó chỉ có một cái rắc cắm, nó tùy từng điều hòa một cái mạch nhận nó khác nhau nhá. Đấy, thì ở đây thì nó có một cái nút bấm này, nút bấm này là cái nút bật nguồn của cái này. Đây, nút bấm này. Đấy, thì các bạn lưu ý ở đây nó có một cái con, đây là cái con mắt nhận hồng ngoại này. Con này là con mắt nhận hồng ngoại, nó có ba chân, thì ở đây nhà sản xuất họ cũng có sơn một cái sơn đỏ đỏ để nó chắc là chống hủy cái chân này đây. Đó. Đấy, cái mắt hồng ngoại này thì các bạn có thể xem cái mã số của nó như này, ở đây các bạn có nhìn thấy không? Đấy, BB0329 đây. Đấy, BB0329. Đấy. Thì nếu như mà nó bị hỏng cái mắt này thì hiện đại thì mình cũng không có cái thiết bị để kiểm tra cái mắt này, thì bây giờ mình cứ vệ sinh sạch sẽ. Đầu tiên các bạn hãy vệ sinh thật sạch sẽ, lúc nãy nó một cái lớp bụi nó bẩn đây, ở đây không có đầu bụi viết nó bẩn vì cái này nó nằm nghiêng nữa này, nó chúi xuống phía dưới mà, nên là cái bụi nó rơi hết vào đây này, nó sẽ có một cái lớp bụi nó phủ lên cái mặt này, lúc nãy tôi vừa vệ sinh đi rồi, thì dẫn đến có khả năng là bụi nó phủ, dẫn đến là nó sẽ nhận tín hiệu kém thôi, lúc nhận lúc không, bởi vì nó vẫn nhận được, có lúc nó vẫn nhận được bình thường, nên là khả năng cao là mắt này vẫn còn sống. Trường hợp mà nó không nhận được thì các bạn có thể là kiếm một con đúng cái mã như này của các bạn thay nó đi, thay nó đi. Nếu mà nó thay rồi mà nó không bị nữa thì lúc đấy tốt nhất các bạn hãy gọi đến trung tâm nhờ các kỹ thuật chuyên môn người ta sửa. Còn nếu các bạn biết chuyên sâu về kỹ thuật các bạn có thể sửa được. Như tôi thì tôi cũng biết sơ qua kỹ thuật nên là chúng ta sẽ khắc phục những cái lỗi đơn giản thôi. Còn nó nặng quá thì hãy để cho những người có chuyên môn, người ta làm vừa nhanh mà có khi còn rẻ hơn cả mình mất công rồi mình làm. Rồi, thì bây giờ lúc nãy là chúng ta đã test cái điều khiển này xong rồi, bây giờ ta vệ sinh xong rồi thì bây giờ tôi sẽ hàn cái mối này vào đây để cho nó, lúc nãy nó có một cái vết ẩm ở đây, tôi sẽ hàn nó lại nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta đã hàn và vệ sinh sạch sẽ xong thì bây giờ chúng ta sẽ xịt một cái lớp sơn chống oxy hóa nhé, chống nước, chống oxy hóa. Thì cái sơn mà chống nước, chống oxy hóa thì về là cái CRC70 này. Đây, các bạn mua một cái chai CRC70 này, xong rồi các bạn sẽ xịt vào cái mạch của mình. Thì cái lớp sơn này nó tạo thành một cái lớp màng giống như là cái màng nhựa, nhưng mà cái màng này là màng cứng để nó sẽ bảo vệ mạch.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lắp vào nha. Nè, tôi sẽ mang ra tôi lắp nó lại. Đây, các bạn có thể thấy đây là cái điều hòa Samsung. À, tương đối bụi các bạn, bụi lắm. Nãy tôi cũng phải tháo luôn cả cái dàn chắn bụi này ra để vệ sinh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái bụi này, bụi ở cửa sổ này. Rất bụi, thì cái dàn chắn bụi của nó cũng bụi lắm. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà mình để cái bảng điều khiển đây. Đây, bây giờ sẽ phải vệ sinh sạch sẽ đi. Đó. Rồi, ok, bây giờ tôi lắp lại cái rác này rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ lắp nó vào, xong bắt đầu sẽ bật điện lên thử nha. Rồi, bây giờ tôi bật lên thử thế nào. Đó, nhận được tín hiệu rồi đấy. Rồi, đấy. Thế là ok các bạn. Đấy, điều hòa nó đã nhận được tín hiệu của điều khiển rồi. Đấy. Rồi, nằm ơn đấy. Tiện thì các bạn khi mà tháo ra thì chúng ta cũng sẽ vệ sinh luôn các cái lưới lọc này nhá. Cái lưới lọc này nếu như mà nó bẩn đấy thì là cái hiệu quả làm mát của điều hòa nó sẽ không cao đâu. Nên là tiện thì chúng ta sẽ cần phải vệ sinh luôn. Rồi, tôi vừa lắp lại vì toàn bộ cái điều hòa vào rồi tôi bật lại lần nữa thử xem nào. Đó, ok, nhận tín hiệu rồi, bấm này. Rồi, rồi tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng tít tít là vẫn nhận được tín hiệu rồi. Rồi, ok, thì bây giờ tôi cũng vừa hướng dẫn các bạn về cái cách khắc phục cái lỗi mà khi mà điều hòa nó không nhận điều khiển. Thì tôi cũng đã chia sẻ xong cho các bạn về cái cách khắc phục rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi.